trung học phổ thông trong kỳ nguyên số ngày hôm nay. Xin cảm ơn tiết mục võ nhạc vừa rồi của các bạn sinh viên đại học FPT Cần Thơ. Kính thưa quý thầy cô, việc ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào giáo dục đang là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. ChatGPT ra đời đã tạo nên một làn sóng ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Trong đó, giáo dục là một trong những ngành nghề được rất nhiều những chuyên gia đặt lên bàn cân so sánh về những cơ hội và thách thức mà siêu AI này mang lại. Khi được hiểu và ứng dụng đúng cách, ChatGPT thực sự là một công nghệ đắc lực giúp hỗ trợ cho cả người dạy và người học. Đối với nhà trường, việc ứng dụng ChatGPT góp phần giảm bớt khối lượng công việc cũng như tăng hiệu suất một cách vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, ChatGPT cũng không tránh khỏi những hạn chế trong việc xác thực thông tin. Và ngày hôm nay, thông qua buổi hội thảo AI và ChatGPT với giáo dục trung học phổ thông trong kỷ nguyên số, chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ những chuyên gia đầu ngành để cùng tìm hiểu và thảo luận về việc ứng dụng các công nghệ này vào sự nghiệp giáo dục một cách thực sự hiệu quả. Và đó cũng chính là lý do trường đại học FPT Cần Thơ tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay. Đến tham dự hội thảo, nhà trường cũng rất